100%. Đội mình đoán xem đáp án là gì? 100%. Muôn vàn ý kiến biết chọn kiểu chi? 100%. Nhanh nhanh đoán đoán chút ngay lúc này. 100%. Mạc Văn Khoa. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình 100%. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Khoa ơi. Em đây. Em có thể nói thêm vài nét về chương trình mà Khoa. 100% là một trong những chương trình rất là đặc sắc, rất là thú vị, lần đầu tiên xuất hiện trên kênh HTV7. Đây là một chương trình mà thật sự khi mà em đọc cái nội dung chương trình em đã không ngủ được. Sao vậy? Bởi vì nó quá hấp dẫn với em chỉ muốn rằng trời sáng thật nhanh để em phóng xe tới ngay. Chương trình nó cuốn hút mình quá. Và khi đến với chương trình 100% thì chắc chắn chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị khán giả 100% bất ngờ, 100% vui nhộn. Nếu như không vui thì sao? Thì quý vị khán giả cũng cười miễn chi cho tụi em. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ các khách mời ngay sau đây. Xin mời. 100%. Chào mừng các khách mời ngày hôm nay đã đến với chương trình 100%. Mời các bạn hãy tự giới thiệu về mình. Chào khán giả đang xem chương trình 100%, em là Phương Hằng. Xin chào mọi người, em tên là Anh Tâm. Xin chào mọi người, mình là La Minh Du. Xin cảm ơn các bạn. Cảnh lên đấy. Xin chào quý vị khán giả của chương trình 100%. Xin chào chị Dạ, chào chú Khoa. Chào chú Khoa. Ủa, chú hả? Không, bữa nay bận đồ thấy hôm nay thì chững chạc quá. Hôm nay thì Khoa vào vai những người thập niên cũ. Không phải, tại đồ cũng trẻ đâu, mà tại chị Dạ bận đồ như công chúa, dễ thương trẻ quá nên. Đây là công công. Bởi vì chị này chị không động viên em một cái gì hết. Hai đứa bằng tuổi hả? Dạ bằng tuổi. Dạ, chị hai cho con ha. Chị hai cho con ha. Giới thiệu cả nhà, dạ em là Huỳnh Quý, đây là vợ của em là Thủy Khanh, và đây là bạn thân của em. Chờ chứ. Đó, đây, và đây là bạn thân của em, đâu dám nói gì nữa. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình 100%. Chào chị Dạ, chào Khoa, em là Thành Khôn. Xin cảm ơn phần giới thiệu của các khách mời ngày hôm nay. Khi mà đến với chương trình 100% thì các bạn phải đặt tên đội cho mình. Cho hỏi là đội bên này tên là gì ạ? Dạ, sau khi mà suy xét và xem chương trình 100% của mình thì tụi em quyết định đặt tên là Bao Thắng. Tại vì cỡ nào cũng phải giành chiến thắng về. Chắc ăn quá vậy, Bao Thắng. Dạ, 100% Bao Thắng luôn. Bên đây người ta bao thắng rồi, bên này mình bao gì? Thực ra thì hai gia đình rất là thân với nhau ngoài đời rồi. Thì bên bển là đàn anh đàn chị của mình không mà. Đâu dám hơn thua, đội đó bao thắng. Thì đội này đội chắc thua. Chắc thua mà không phải ở đây, không phải kiểu mà nói hơi mỉa mai, chắc thua. Đúng, chính xác. Chứ không phải là chắc thua. Bởi vậy người có tuổi bận đồ chính trạc là cái suy nghĩ nó khác chính đáng liền. Đội này chắc thua. Nhưng mà thường chắc thua là thua chắc á. Đúng rồi. Chắc thua là dễ gì thua. Chúng ta đã có hai đội là đội bao thắng và đội chắc thua. Xin mời hai đội và quý vị khán giả hãy đến ngay với vòng 1 của chương trình 100%. Đây là vòng 1 của chương trình 100%. Ở chương trình 100% chúng ta sẽ có hai vòng thi. Mỗi vòng sẽ có các câu hỏi được khảo sát bởi 100 người. Sau khi kết thúc hai vòng thi, đội nào được số điểm cao hơn sẽ là đội bước tiếp vào vòng đặc biệt. Và ở vòng 1 này chúng ta sẽ có một câu hỏi duy nhất được khảo sát bởi 100 người. Mỗi đội sẽ có 3 lượt trả lời sai. Sau 3 lượt đấy thì chúng ta không được trả lời nữa. Và cái phần trăm của câu trả lời đúng ấy sẽ tương ứng với số điểm của chúng ta đạt được. Và sau khi MC đọc xong câu hỏi, MC nói hết thì cả hai đội mới được nhấn chuông giành quyền trả lời. Và sau khi bấm chuông, mình trả lời đúng thì mình tiếp tục trả lời. Nếu như trả lời sai thì cái quyền trả lời sẽ thuộc về đội còn lại. Mọi người đã nắm rõ luật chơi chưa? Rồi ạ. Mọi người đã sẵn sàng chơi chưa? Sẵn sàng. Câu hỏi ở vòng 1 như sau. Theo 100 người, nếu cười lớn ở nơi nào sẽ bị xem là kém duyên? Hết. Tiếng chuông đã kêu ở bên đội Bao Thắng. Mời Bao Thắng. Có thể đọc lại câu hỏi lần nữa em lo. Không ạ. Em lo tập trung bấm chuông, em không nghe kịp câu hỏi. Ở nơi nào mà mình cười lớn người ta xem là kém duyên? Con chỗ. Nhà thơ. Nhà thơ. Chỗ.
Nhà thờ hoặc ở chùa. Đám ma được không? Đám ma cũng được, đám ma đi. Đám ma đi. Đám ma, đám ma. Không, ở đám ma mà cười là vô duyên nên chứ không phải kém duyên. Thì đúng rồi. Vậy thôi mình dùng chữ đám tang đi. Chốt chưa? Chốt, chốt. Dạ chốt. Đám tang. Đó, nhà tang lễ, đám tang. Tiếp tục trả lời. À, em thì em nghĩ là nơi mà mình hội họp á, đang họp á. Nhưng trong mà bệnh viện, trong bệnh viện cửa lớn nó kỳ không? Bệnh, đúng rồi, bệnh viện. Nhưng mà bệnh viện mà chỗ mà người ta sanh em bé, bệnh viện phụ sản á là cười vui mà. Chùa. Chùa. Chùa đi. Chùa đi. À, vô phường. Vô trong phường là không thể cười được. Phải phạt. Thôi okay, em giữ vậy, em vô phường. Đăng ký kết hôn em cười rất là nhiều anh à. Đúng rồi. Hợp lý đúng không? Trời, kệ đội người ta đi, ai mượn. Hỗ trợ đàn anh đàn chị em. Rồi mình chốt đi, rất là nhiều đáp án rồi. Chùa đi, tại chùa chắc chắn phải có, bây mình chọn có trước đã rồi từ từ mình suy nghĩ tiếp được không? Đáp án mình là ở chùa. Ở chùa. Ở chùa. Không có. Tới bên mình. Những nơi nào mà nó căng thẳng nhất á? Căng thẳng là thường là căng thẳng là mấy cuộc họp nó mới căng thẳng cuộc đúng hợp. Không? Ê, câu này của chị mà. Thôi chị không chọn. Chị không chọn thôi. Bởi vậy mình đừng có đưa ra quá nhiều. Chốt cuộc họp chưa? Chốt cuộc họp. Chốt những cuộc họp căng thẳng à. Không biết cuộc họp có hay không? Ôi, phòng họp 14%, 14 điểm. Vẫn chưa phải là đáp án cao nhất. Tiếp tục trả lời. Thường là những cái nghi thức lễ trang trọng này nọ, tuyên thệ kiểu gì đó. Nghi thức lễ thì sẽ không ai được phép cười. Nghi thức lễ đó. Chốt chưa chắc chưa? Chốt. Nghi thức ạ. Yeah, cơ hội với chúng ta. Đúng vậy, mình nghe lại câu hỏi nha. Theo 100 người, nếu cười lớn ở nơi nào sẽ bị xem là kém duyên? À, rạp phim. Ủa, cái phim hài đó chị. Mình nghĩ là bệnh viện đi. Bệnh viện đi. Chắc thôi, chắn rồi. Chọn bệnh viện đi. Vô bệnh viện okay. Là không có cười, chốt. Kỳ lắm. Dạ. Chốt đi, chốt bệnh đi. Viện đi. Bệnh viện đi. Bệnh viện. Dạ, bệnh viện. Chốt. Hai, bệnh ba. Viện. Bệnh viện. Bệnh viện. Nghĩ tiếp theo nè. Lớp học cười có bị vô duyên không? Thầy cô dặn là con vô lớp đang ngồi học là con không được cười lớn là con. Thôi bây giờ mình cứ ghi là chào cờ đi, thế nào cũng dính à. Cũng phải dính một từ. Lần này là em bất đồng quan điểm với chồng em. Em chọn là trường học. Trường học là bao? Trường học là người ta cười đó trời, tự nhiên trường học làm gì mà cấm cười. Anh Tâm không đồng ý, không đồng ý. Chào cờ. Chào cờ tùy chỗ, chào cờ là cái hình cái nghi thức không, thôi. Chào cờ là nghi thức là không được. Để điểm. Lát mình trả lại được đúng không? Tôi đi. Em phải mở cho ông bà mới tốt người được. Trời ơi, tội ông chồng quá trời ơi. Nhường tôi đi. Mà bà không nhường nha quý vị. Thôi bây giờ nghĩ bản đi. Em chọn là trường học, lớp học gì cũng được. Nghĩ sao thắng thường hay lớp. Nếu mà mình cảm thấy khó và ra là đáp án quá thì mình có thể nhường qua bên đây. Nhường đi chị ơi. Dạ không, em chọn lớp học là đáp án cuối cùng. Lớp học. Ủa hay vậy? Tiếp tục trả lời thôi, thừa thắng xông lên. Gì nữa ta, phòng họp có rồi nè, khó nha. Khó để mình cho qua, để đỏ phải suy nghĩ đó, đỏ em còn chơi đó mà. À đi bơi là đâu có cười được. Đi hết. Bơi dưới nước đi. Tôi hiểu tại sao Phương Hằng quyết đoán như vậy rồi đó. Bây giờ cái phân dân của em là rạp phim nữa. Đồng ý rạp phim. Đúng không? Rạp phim. Đồng ý rạp phim. Rạp phim. Chốt không? Dạ, rạp phim. Rạp phim. Rạp phim. Yeah. Có 7 người. Dạ. Mình cứ tiếp tục thôi. Trên một chiếc xe. Phương tiện công cộng. Vậy thì nói máy bay đi. Thế máy bay đâu có cần. Phương tiện công cộng là chung rồi, không chịu còn xe buýt xe máy bay. Rồi phương tiện công cộng. Chốt. Phương tiện công cộng. Phương tiện công cộng. Xin mời đội thua chắc. Anh. Chắc thua. Cứ vậy hoài. Thua. Nãy giờ mình đã chơi như vậy rồi, không có đủ thua hay sao mà còn nhấn cho chứ thua chắc nữa. Chắc thua. Chắc thua. Thì nãy phân tích sao nhỉ? Thấy thang máy trước đi. Thang máy vô cười kỳ lắm. Nếu mà vô mình cười. Có nói cái kia đó, cái kia đó dành, cái kia đó không an toàn mà thang máy. Cái tòa án nghĩa là tòa án là ok. Chắc chắn hơn. Tòa án ok đúng không? Tòa án. Và quan trọng là 100 người đấy người ta có nghĩ được tới tòa án hay không? Đấy đâu có ai ra tòa đâu. Chốt thang máy đi chồng. Rồi theo ý kiến của nhóm đội chơi nhanh gọn lẹ, thang máy. Cái tài nghĩ tới đúng rồi. Tới đội mơ
lên. Em nghĩ vậy nè, em nghĩ là những cái nơi nào người ta đang diễn ra những cái gì đó căng thẳng. Bên đây là tòa án. Bằng cái chỗ làm việc cũng không được cười lớn không, nha. Không, tòa án đi, tòa án là tòa cười án đi. Trời, lấy đáp án của mình rồi. Thấy không, nãy lấy cái đó. Rồi. Bây giờ mà tòa án hiện lên là chị cười vô mặt ba đứa. Bà nói là đứa không chọn. Chốt đi ạ. À. Tòa án. Tòa án. Có không ạ? À? Anh Khoa nghĩ sao? Thì năm anh chị em mình cùng cười nha. Rồi, tất cả cùng nha. Cười. 1, 2, 3. Mấy người trả lời thua một cái thôi, tôi trả lời game show, phim trường. Không được cười người ta. Ủa? Đúng mà quay phim, đúng mà quay phim là đâu được cười. Nhưng mà mọi người sẽ không nghĩ tới cái đó. Đúng luôn hả? Em nghĩ là một nơi là cái nơi mà người ta làm việc á. Vừa văn phòng hay là khu quân sự nào đó. Đòi nợ, đòi nợ. Cái lúc đòi nợ là đâu cười được. Em hiểu tại sao giờ không cho anh nói rồi. Tất cả đều có lý do. Chốt. Khu quân sự, khu hành chánh, đồn công an, khách sạn. Mà khách sạn cũng có lý nữa. Khách đúng sạn rồi, vô trọng hoặc mà cười là cơ quan nhà nước. Cơ quan nhà nước hay hơn. Nó cụ thể hơn. Đúng rồi, yes. cơ quan nhà nước. Dạ. Chốt chưa? Chốt dạ, chốt. Cơ quan nhà nước. Cơ quan nhà nước. Yeah. Hay lý. Ý chưa hồi nãy. Đồn công an. Hồi nãy tăng cô nói đồn công an đúng không? Nói đồn công an. Còn cái cuối cùng. Nãy giờ có nhà vệ sinh nói chưa? Chưa, sao mà có tâm đắc cái đáp án nhà vệ sinh ghê vậy? Chơi đó. Luôn không? Mình nhiều điểm quá rồi. Ở nhà với vợ là không có cười được. Ở trời ơi, sao này? Trời ơi, sao mà anh bị áp mất vậy? Ủa, ở nhà khóc không hả? Đúng rồi, ở nhà giờ cười là nó vã vô mặt rồi. Vã vô mặt rồi. Hợp lý đấy. Trời ơi. Ờ, thì ghê quá. Khủng khiếp. Trời, trời anh ơi. Anh đang vã thẳng vô mặt chị Hằng con. Trời ơi, này bây giờ chỉ còn có hai người chơi thôi. Em ngồi dưới đây nha mọi người. Bây giờ mình gom lại nè. Thiết nghĩ là khách sạn hợp lý, nhà vệ sinh hợp lý, nhà xác thì ít người vô lắm. Em nghĩ nhà vệ sinh á hợp lý nhưng mà không ai chọn đâu. Tại ủa vì sao? Hả? Chốt đi anh, chốt đi. Sân bay đi, sân bay cười là bị vô duyên. Em tôn trọng chồng em để khán giả đừng nói em ăn hiếp chồng em nữa. Sân bay ạ. À. Sân bay. Sân bay. Thấy chưa, nói rồi mình. Thôi mình đúng tới 6 là... câu rồi. Không biết gì luôn á. Siêu thị được không? Những cái nơi công cộng á. Ờ, nhà sách, nhạc hội không? Ơi, thư viện. Chốt thư viện chưa? Chốt. Chốt thư viện nhanh gọn lẹ. Thư viện. Yeah. Hay quá trời ơi, hay quá. Rất tuyệt vời. Quá rồi đó. Như vậy là còn một câu trả lời duy nhất thì đội chắc thua cũng đã trả lời được rồi và nó cũng tạo ra một cái vòng 1 hấp dẫn hơn. Kết thúc vòng 1 thì điểm số của đội chắc thua là 26 điểm. Và điểm số của đội Bao Thắng tạm thời dẫn trước với số điểm là 74. Nhưng mà chúng ta còn rất nhiều cơ hội để ghi điểm ở vòng 2. Cho nên là các bạn đừng lo, biết đâu mình sẽ thắng thì sao, đúng không nào? Dạ. Vâng, và trước khi đến với vòng 2 thì xin mời khán giả hãy giải lao, trong ít phút chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Đây là vòng 2 của chương trình 100%. Ở vòng 2 này chúng ta sẽ có 3 câu hỏi. Và nhiệm vụ của hai đội là tìm ra câu trả lời có phần trăm cao nhất. Sau khi hai MC đọc xong câu hỏi, hai đội bấm chuông trả lời. Đội nào bấm chuông trước được trả lời trước. Nếu như câu trả lời đúng với phần trăm cao nhất thì sẽ giành được điểm. Còn nếu như trả lời sai hoặc là cái phần trăm nếu nó không phải là phần trăm cao nhất thì cơ hội nhường cho đội còn lại. Mỗi đội sẽ có 3 lượt trả lời. Sau 3 lượt thì chúng ta chuyển câu hỏi. Và ở vòng 2 này thì cả hai đội sẽ được đặt cược may mắn 100% một lần trong 3 câu hỏi. Và điều lưu ý là mình phải có điểm thì mình mới đặt cược được. Cho tôi hỏi câu số 1 này thì đội nào sẽ đặt cược ạ? Đội em đi. Đội em không có gì để mất rồi. À, em chưa tới luôn. Rồi thì mình cứ tới luôn thôi. Bên kia có muốn đặt cược luôn không? Tại vì ba đứa em trong nghề rồi, lỡ như chương trình này em thắng đậm quá thì mỗi lần đi quay chung sẽ dè biểu em. Không, đâu, dè biểu được cái vòng 1 rồi. Đúng rồi, những câu chia sẻ rất là nhân văn tới từ đội Bao Thắng. Bây giờ đội chắc thua. Chốt. Đặt cược. Chốt. Câu hỏi đầu tiên. Theo 100 người đàn ông Việt Nam, phụ nữ quyến rũ nhất khi mặc trang phục gì? Hết. Bấm trước mất rồi, mới nhắc xong. Bây giờ hết à? Đó, bấm. Đó.
Không, mình không cần bấm nữa, cái quyền mình trả lời thuộc về đội mình. Em muốn bấm để dằn mặt. Rồi, trả lời đi, đáp án là gì? Áo hai dây thôi chứ. Áo hai dây. Đầm body ôm thường. Đầm body. Chốt đáp án. Dạ, đầm ôm sát lộ rõ ba dòng. Đầm ôm sát lộ rõ ba dòng. 90, sau 10, 90. Để chị nói ai đó. Có không ạ? Hả, chị nói người ta. Yeah, yeah. Bắn đáng liệu hết đó. Mà tại vì tôi hát 90, sau 10, 90 kia không có luôn. Rồi, đội mình có cần phải đọc lại câu không, hỏi không? Không, 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 không. Bây giờ phải đọc. Bây giờ nói một cái áo truyền thống nhất của Việt Nam mình. Đáng lẽ bây giờ khảo sát không đúng. Đúng áo dài hả? Hợp lý, áo dài. Hợp lý, hợp lý. Đẹp xin áo dài. Đội em là chốt là áo dài. Áo dài. Áo dài. Áo dài. Chốt áo dài. Không biết là có áo dài không ạ? À? Áo cái dài có phải là đáp án có phần trăm cao nhất đây không? Như vậy là đội chắc thua, trả lời đúng lúc đúng chỗ, đặt cược đúng lúc đúng chỗ, nhân đôi số điểm của mình cộng với lại cái phần trăm số điểm cao nhất trên kia. Hiện tại bây giờ đội của mình đang sở hữu số điểm tạm thời là 80. Mở luôn tất cả các đáp án còn lại. Đáp án số 6. Số 5. Trang phục tập thể dục. À, bó, trang phục bó, bó sát. Số 4. Trang phục công sở cũng đúng. Đúng rồi. Số 3. Đầm ngũ đầm ngũ đó. Số 2. Đồ bộ. Đầm váy giao hội. Váy giao hội đó. Và câu hỏi. Ở câu hỏi số 2 này thì Bao Thắng có đặt cược không? Khoan đi. Đấy, dòng cuối quyết định đi. Cậu ba quyết định. Dòng cuối hay quyết định đi. Bên chú thua nhiều điểm nên mình đừng có vội vàng. Được rồi, chơi vui thôi. Rồi, vậy thôi để dành câu số 3. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Theo 100 người phụ nữ đã lập gia đình, câu nói nào của mẹ chồng khiến họ mát lòng mát dạ nhất? Hết. Rồi, bây giờ mình bấm rồi. Đáp án của mình là gì? Có hay được mẹ chồng khen không? Dạ có, nhưng mà mẹ chồng em khen nhiều quá. Thường thì mẹ chồng hay khen mình những gì? Dạ, tại vì em thì đóng phim nên là nhiều khi mẹ ở nhà buổi tối mẹ sẽ xem phim á, thì mẹ cũng khen là trời phim này diễn tốt quá, diễn hay quá, hay là hôm nay mặc bộ đồ nó đẹp quá, nhiều nhiều lắm. Nghĩa là trong số những cái lời khen của mẹ, cái lời khen nào khiến cho Hằng thích nhất? Dạ, em nào cũng thích hết trơn á. Khen là em thích rồi. Chắc là bác đang coi chương trình ở nhà hả? Nếu mà hỏi cái hành động nào thì dễ trả lời hơn là cái lời khen nào. Hành động nào? Thường mà mẹ em cho em gì là em cảm thấy là thích nhất luôn á. Ví dụ như mỗi lần em hồi kế mẹ chồng ha. Mẹ, trời, cái áo trên tivi đó, cái cô đó mặc đẹp quá ha, cái túi xách đẹp quá. Nè, mai con thích gì con đi mua đi. Trời ơi, mình lấy tiền chồng, mình lấy luôn tiền của mẹ chồng. Trời sao hay vậy ta? Tôi phải học cái chiêu này mới được. Đôi khi sự chân thành và chân tình của em á, động cảm đến trái tim của người đối phương. Nhưng mà lúc mẹ đưa tiền, mình lấy luôn. Dạ lấy chứ. Thôi tiền coi vậy. Không được phụ lòng mẹ. Như vậy là bất hiếu, bất hiếu. Đúng, đúng. Còn nếu mình lấy tiền mẹ là mình có hiếu. Mình có hiếu chứ. Wow. Quá tuyệt vời. Vậy anh Diêu có ý kiến gì không? Chưa có gia đình, chưa có biết nữa nè. Khó lắm chưa luôn. Chưa trải qua, chưa biết. Bây giờ mình lấy tâm lý của mình đi. Mình thích câu nào của mẹ khen nhất? Thôi bây giờ mình nên để anh Tâm lấy lại phong độ đàn ông đi. Để em đừng có mang nhục cuộc sống nặng hiếp chồng nữa. Anh nghĩ là nên cho chồng lên tiếng một lần đi. Mời anh Tâm. Thì theo Tâm thấy là mẹ chồng sẽ chỉ khen cái người vợ của mình là cô ấy nấu ăn giỏi, thì tự nhiên cô ấy sẽ vui, và mẹ chồng cũng vui, và mình cũng vui. Nên em xin mọi người, 100 người gì đó có nghe thì làm ơn cho cái câu này nó đúng giùm em một lần thôi ạ. Một lần trong cuộc đời thôi ạ. Chốt đáp án là nấu ăn ngon. Tội quá chương trình ơi, làm ơn cho anh một câu thôi để anh còn có chỗ đứng trong gia đình chương trình ơi. Nấu ăn ngon. Thật vô nghĩa. Kéo ơi, thà nó có phần trăm thì vậy cũng vậy. Tính tưởng anh đó. Ủa, vậy cũng vậy. Eo ơi anh ơi, thà nó có phần trăm trên đấy mình rồi đó.
Đây nó còn không có trong cái khảo sát nó cả nó 10 hay 20% đi còn đó. Ủa kỳ á, câu này dễ mà. 100 người phủ anh hết rồi anh Tâm ơi. 100 người đó ở nước ngoài hay gì vậy? Đúng không? Tới bên mình. Mẹ chồng cũng hay khen em là đảm đang quá. Thì em cũng vui tại vì đảm bình thường đang. Cũng đi làm rất là bình nhiều. Bình thường cái câu mà người mẹ hay Việt Nam hay nói: "Wow, con dâu của mẹ đảm đang quá." Đó đó, câu đó con dâu dạ, đảm đang. Chốt đảm đang. Đảm đang. Đội chắc thua chốt đáp án là đảm đang. Cũng đúng nhưng mà chưa phải là phần trăm cao nhất. Tới bên mình. Nghĩ là sao hôm nay đẹp vậy con? Đó, nó không đúng, hợp lý. Hợp lý. Rồi, chốt đáp án là khen đẹp đúng không? Dạ. Khen xinh đẹp. Yeah, hôm nay luôn. Hôm nay con đẹp quá. Tới bên mình nghĩ là đặt chữ Hiếu lên hàng đầu đi. Cũng được, cũng được. Okay. Okay, ok. Chốt đáp án là Hiếu Thảo. Hiếu Thảo. Dâu mẹ có Hiếu quá, con dâu mẹ ngoan. Dâu hiền, dâu thiếu. Dâu hiếu. Quá hiếu quá. Trời. Ủa kỳ vậy ta. Rồi, đáp án là gì ạ? Đẹp rồi, khéo rồi. Giờ khen thơm đi, nay thơm quá. Mình chốt được chưa? Con dâu mẹ là số 1. Đúng rồi. Cũng lý, có lý, có lý. Cũng có lý. Rồi, chốt luôn ha. Con giỏi quá, con là số 1. Con giỏi quá, con là số 1. Còn nói gì nữa? Hay. Quá tuyệt vời luôn. Đội Bao Thắng đã mở được đáp án có số điểm cao nhất. Mở luôn 3 đáp án còn lại nha. Số 3. Còn tiền không nè, mẹ cho thêm. Ủa, thấy chưa? Ủa, câu người. Này là hay nói với chị Hằng lắm nè. Mọi người đang kỳ thị em. Còn tặng tới giờ. Rồi, đáp án số 5. Khéo xinh vẫn được. Đáp án số 6. Giống mẹ hồi mới về làm dâu. Như vậy là kết thúc câu hỏi số 2. Đội chắc thua vẫn giữ nguyên số điểm là 80. Và đội Bao Thắng tạm dẫn trước với số điểm là 106. Xin chúc mừng. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong vòng 2 này. Mình có muốn... Dạ chơi. Chơi. Còn hai đồng đội chị. Em làm gì vậy? Vợ anh đã kêu được mới được chứ em. Bé này ít có kinh nghiệm nè. Đúng vậy. Ở câu hỏi số 3 này thì đội Bao Thắng sẽ đặt cược số điểm mình đang có. Và câu hỏi số 3 là: theo 100 người trẻ, họ thường đứng tránh nắng dưới bóng của thứ gì? Hả? Chưa kêu hết. Ai hết bấm chưa? Vậy? Trời con nó chắc. Mình có cần bấm chuông để dằn mặt bên kia không? À. Mời đội chắc thua. Thì thường là bóng cây, máy hiên, cũng mấy trung tâm thương mại, trạm xe bus. Dưới mái hiên đúng không? Mái hiên bóng cây, bóng cây là nhiều nhất. Mà không, ở đây có hai đáp án lận mà mình đang tìm cái đáp án nào cao nhất thôi. Thì mái hiên với bóng cây là đúng hết. Ai cũng cái tâm lý là đang mưa, đang nắng gì đó chạy nhưng vô mái hiên cũng tùy mái hiên. Mái hiên ở nhà bình thường là mình có mái hiên. Phải là trung tâm thương mại mới có mái hiên để mình tránh nắng. Nhà bóng cây là nhiều nhất, bóng cây là dễ nhất. Thiệt, bóng cây là dễ nhất luôn á. Rồi, chốt bóng cây đi. Tại vì lỡ đi cái khu nó không có cây sao? Nhưng mà đâu phải cây nào cũng nhiều lá, nhiều tán để che. Dù mình chui vô cái mái hiên, mái nhà là chắc chắn là ok nhất. Nếu mà không chắc chắn bóng cây ấy, thì mình nhường cho đội bên kia. Không, đây, đội đây. Vậy sao chị? Bóng cây được mà đúng không chị Hằng? Chị nghĩ bóng cây với mái hiên đều được hết á. Mình chốt đi ạ. Rồi, cây đi. Bóng cây. Yeah! Rồi chơi gì đó, có chơi gì đó mà mình thắng luôn rồi. Thật ra câu này là để nhường mấy đứa thôi. Chứ không lẽ bây giờ chị canh chưa hết không được. Có bị ối lại chưa nhiều điểm không? Cảm ơn chị Hằng. Quá tuyệt vời, và với sự cao thượng đó thì đội của mình đã bị chia đôi số điểm. 106 chia đôi thì còn 53 điểm. Và khi mà người ta bị chia đôi ấy thì mình cũng không được nhân đôi đâu. Nhưng mình được cộng với số điểm là cái phần trăm cao nhất trên kia là 31 điểm. Nâng tổng số điểm của đội chắc thua lên 111 điểm. Trời ơi. Chúng ta sẽ mở 5 đáp án còn lại ha. Thiên nhà, mái nhà. Dù. Dưới bóng dù lá lơi đó. Số 3. Nhà cao tầng đúng luôn. Số 4. Mái hiền đó. Số 5. Nhà chờ xe buýt. Số 6. Biển quảng cáo. Kết thúc hai vòng thi thì điểm số của đội Bao Thắng là 53 điểm. Đội bước vào vòng đặc biệt ngày hôm nay đó chính là đội chắc thua với số điểm là 111 điểm. Xin chúc mừng. 100%. Chào mừng tất cả quý vị khán giả cùng quay trở lại với vòng đặc biệt của chương trình 100%. Ở vòng đặc
biệt này chúng tôi sẽ có một câu hỏi được khảo sát bởi 100 người. Và trong vòng 100 giây, từng thành viên của đội sẽ liệt kê những đáp án của câu hỏi được khảo sát. Và lưu ý nha, số tiền thưởng sẽ giảm theo cột mốc thời gian mà các bạn trả lời câu hỏi. Cho nên mình phải trả lời thật nhanh gọn và chính xác. Và câu hỏi trong vòng đặc biệt này của chúng ta có 8 đáp án. Như vậy là trong vòng 100 giây chúng ta phải liệt kê đủ 8 đáp án này. Và nếu trong vòng 20 giây đầu mà đội của chúng ta liệt kê đủ 8 đáp án thì chúng ta sẽ giành được 10 triệu. Còn sau 20 giây đó thì mức tiền sẽ giảm dần theo mức thời gian. Đội mình đã nắm rõ chưa? Đó. Được rồi ạ. Bây giờ thì tới với câu hỏi nhé. Câu hỏi của vòng đặc biệt là: theo 100 bà nội trợ, người ta dùng dây thun để cột thứ gì? Thời gian bắt đầu. Bắt đầu. Tiền. Bịch ni lông. Cột tóc. Cứ liên tục liệt kê. Nhanh lên, thời gian đang cột rau. Cột rau. Cột rau. Cột đũa. Bó đũa. Muỗng. Còn 80 giây, mình cứ liên tục liệt kê ra đúng lịch sử của chương trình sẽ thống kê. Quần áo đúng rồi. Khang. Còn hai đáp án nữa thôi. Khang. Dùng dây thun, các bạn nội trợ nha, dùng dây thun để cột cái gì? Cột vô tay, cột vô cơ thể. Nó đẩy đi, đừng nghĩ nó bay. Cột tay. Nội trợ. Còn 4 triệu. Bọc thực phẩm lại. Dây chai. Thôi. Cột lon, cột nước, cột chai, cột đoan, cột thức ăn thư dừa. Thừa. Còn 2 triệu. Còn một đáp án cuối cùng nữa thôi, cố lên. Cột gì ta? 10 giây cuối cùng. Nói đại. 3 2 1 Rét. Hết giờ. Tốt quá. Khó này. Rất là tiếc ha. Nếu mà 7 đáp án là được đấy, nhưng mà rất tiếc là câu hỏi này có tới 8 đáp án là khó, đúng một đáp án thôi. Bây giờ mình mở sẽ luôn chưa? Mở luôn ha, để coi đáp án nó là gì. Bóng cho hỏi. Không nghĩ tới luôn á. Bóng. Dạ. Nhiều khi mình tổ chức sinh nhật cho con này nọ, mình thả bóng mình. Tụi em bị cuốn vô cái vấn đề nội trợ. Nội trợ thì đang ra là nghĩ là đồ ăn nghĩ, đúng rồi, đồ ăn liên quan đồ ăn nên không nghĩ là bóng. Và ở vòng đặc biệt này thì đội chắc thua. Rất là tiếc đã không mang được tiền thưởng của chương trình về nhà. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ lại đội bao thắng. Xin mời các bạn. Phương Hằng, hồi nãy giờ ngồi ở dưới xem trả lời được mấy đáp án? Dạ, cũng là 7 cái giống như đội của mấy em. Tại vì cái bóng thì tụi em cũng không nghĩ tới luôn. Cứ nghĩ là những cái gì trong thực tế, mà thật ra bóng thường em không có cột, em không biết. Em có cột lưng quần nè, rồi cột tiền. Cái cột tiền đầu tiên luôn á, em nghĩ là giống y chang hai đứa em của em luôn á. Mà không có bóng đúng không? Dạ, không có bóng. Bóng lâu lâu mới cột một lần. Dạ, đúng rồi. Cái đó khó. Ngày hôm nay thì đội bao thắng đã nhận được số tiền thưởng từ chương trình là 5 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Và đội chắc thua, các bạn cũng đã mang về cho mình số tiền thưởng là 7 triệu đồng. Chúc mừng. Một lần nữa cảm ơn hai đội chơi rất là nhiều đã tới đây mang tới một không khí rất là vui tươi. Và đặc biệt là đằng sau chương trình 100% ngày hôm nay, chúng ta còn thấy được những cái góc khuất của những cuộc hôn nhân nữa. Thì cảm ơn mọi người, cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình 100% ạ. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 19 giờ tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. 100%. Chào những người anh em, đây là hai vợ chồng. Người ta cần giới thiệu cái tên, tự nhiên đây là hai vợ chồng. Thấy không? Tháng 3 điểm còn nhà đang ở luôn. Mình phải thực tế đi, chồng mình giỏi nhất gì hỏi thiệt. Làm biết, ở dân.